Việc thanh toán không tiền mặt trở nên ngày càng phổ biến khiến cho chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài đường mà không cần cầm tiền mặt theo người. Ví dụ như bây giờ chỉ với một chiếc điện thoại di động thôi, tôi sẽ thực hiện một chuyến tham quan ngắn ở thành phố Hà Nội và chi phí có lẽ chỉ mất khoảng hơn 100.000 đồng. Chúng ta hãy cùng đi nhé! Nhằm khuyến khích người dùng thanh toán số, các ngân hàng và ví điện tử đã đưa ra hàng loạt mã giảm giá. Ví dụ như đi taxi một nửa giá hoặc đồng giá 10.000 đồng cho các cuốc xe ngắn. Bây giờ những cuốc xe ví dụ như 51.000 chẳng hạn thì bọn em chỉ mất có 10.000 thôi. Khoảng 70-75% khách hàng đặt qua ứng dụng ngân hàng với lại ví điện tử. Điểm đến tiếp theo trên hành trình của tôi là một quán ăn vỉa hè như thế này. Sau khi đã thanh toán hết 34.000 đồng cước phí taxi để đến được đây. Và tất nhiên là cũng chỉ cần một chiếc điện thoại di động thôi là tôi hoàn toàn có thể thanh toán cho bất cứ món ăn mà mình yêu thích. Cái bữa ăn hoặc là đi chơi, đi công viên, giờ đi đâu em cũng dùng vẫn mãi ạ. Mọi người bắt đầu chuyển sang dùng tiền trong tài khoản tại vì nó tiện hơn, mình đỡ làm mất. Hoặc là đi đâu thì chỉ cần mang điện thoại thôi là cũng dùng được. Đi trà đá mà 3-4.000 thì bọn em vẫn chuyển khoản quét mã như bình thường, hầu như không ai cầm tiền mặt nữa, chỉ việc gửi xe. Bây giờ nhiều chỗ gửi xe người ta cũng quét mã rồi, cái đấy nó tiện lợi nên bọn em không dùng tiền mặt nữa. Các hàng quán dọc các con phố ở Hà Nội đều xuất hiện những mã QR như thế này. Từ quán cà phê, quán ăn, thậm chí là những sạp hàng nhỏ. Đơn giản, thuận tiện cho cả người bán và người dùng. Như vậy là nhờ vào việc áp dụng mã giảm giá thì tôi chỉ mất đúng 10.000 đồng để đi đến điểm tham quan tiếp theo của mình từ phố Đinh Tiên Hoàng. Và đó là một địa điểm di tích rất nổi tiếng của thành phố Hà Nội. Chúng ta hãy cùng xem đó là gì nhé. Theo quan sát, hầu hết người tới quầy vé này đều quét mã thanh toán, ngoại trừ số ít khách du lịch sử dụng tiền mặt. Vâng, như vậy là chỉ với một chiếc điện thoại di động thì tôi đã có thể thực hiện một chuyến tham quan ngắn ở một số điểm đến ở thủ đô Hà Nội và chỉ mất có 130.000 đồng. Rõ ràng là việc bắt tay giữa các trung gian thanh toán, ngân hàng cùng với các dịch vụ ăn uống đi lại đã mang đến rất nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Và theo ước tính của Ngân hàng Nhà nước thì việc thanh toán qua điện thoại di động đều có mức tăng trưởng vượt bậc hai con số trong vài năm trở lại đây.